Kính chào tất cả quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với kênh Xoắn Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của kênh Xoắn Bóng Đá. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn xem video của chúng tôi thì quý vị và các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần mà chúng tôi update những thông tin bóng đá mới nhất thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Và sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, đây là lý do Văn Quyết không được gọi. Trong thành phần 32 cầu thủ được triệu tập cho vòng loại World Cup 2022 để chuẩn bị đấu Malaysia vào ngày 10 tháng 10 tới đây, có khá nhiều cầu thủ mới được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta có thể kể đến những cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Nguyễn Hoàng Thịnh, toàn là những cựu binh của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì có vẻ như họ lần đầu tiên được trở lại. Có một điều rất tiếc và rất nhiều khán giả, rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam đã rất bất ngờ và đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này không có bóng dáng của Văn Quyết, tiền đạo nội xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại với 9 bàn thắng ghi được cho Hà Nội mùa vừa rồi. Ở V-League 2019, sau nửa đầu mùa giải vật lộn với chấn thương cùng vấn đề sức khỏe, Văn Quyết trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng đạt hiệu suất đáng mơ ước. 12 trận anh có 6 bàn thắng, đạt hiệu suất cao nhất trong số các tiền đạo nội. Đó là chưa kể khả năng kiến tạo của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết cũng là một trong số ít cầu thủ đạt tới dấu mốc 100 bàn trong sự nghiệp. Rõ ràng đẳng cấp và chuyên môn của Văn Quyết là không cần phải bàn cãi. Xuất thân vốn là cầu thủ có thiên hướng chơi như một tiền đạo bảo, lệch cánh. Tuy nhiên, thời gian đầu huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân, Văn Quyết bị đẩy xuống chơi ở khu vực giữa sân. Anh trở lại vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh những Đức Huy, Xuân Trường hay Minh Vương. Chơi trái với sở trường tại Asian Games 2018, Văn Quyết để lại dấu ấn không nhỏ về chuyên môn. Sau đó lại là khoảng thời gian Văn Quyết dần mất tích. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết chơi giặt cánh như một tiền đạo bảo trong sơ đồ tấn công của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Phong cách chơi của đội bóng thủ đô là pressing tầm cao, áp sát và gây áp lực cho đối thủ ngay từ phần sân của họ. Câu lạc bộ Hà Nội thích chơi kiểm soát bóng, dần ép đối thủ phải tự mắc sai lầm và kết liễu họ. Ngay cả những đội bóng đẳng cấp châu lục thì câu lạc bộ Hà Nội cũng giành phần kiểm soát bóng và liên tục uy hiếp khung thành đối thủ. Thật sự mà nói thì trước đây Văn Quyết cũng đã nhiều lần được thầy Park gọi lên đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là tại thời điểm AFF Cup 2018. Tuy nhiên thời điểm đó Văn Quyết cũng thường xuyên ngồi dự bị, và khi được tung vào sân trong đội hình thầy Park thì anh như một cầu thủ vô hại và không thể hiện được nhiều. Trong sân cỏ là vậy, nhưng ngoài sân cỏ thì Văn Quyết lại là một người rất có uy tín với những cầu thủ đàn em tại câu lạc bộ Hà Nội như Duy Mạnh, Văn Hậu hay Đức Huy, Hùng Dũng. Một tiếng nói của Văn Quyết có khi bằng 10 tiếng nói của thầy Park. Chưa bàn đến chiến thuật, mà chúng ta hãy xem lại cách dùng người của thầy Park. Những cầu thủ trên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo mặc dù cũng có cá tính rất mạnh mẽ, nhưng hầu như chúng ta thấy tuổi đời của họ còn rất trẻ, thi đấu rất máu lửa. Chỉ có một vài trường hợp lớn tuổi như Trọng Hoàng, Anh Đức và Hùng Dũng. Ba cầu thủ này thì tuổi tác có lớn hơn, nhưng nhìn chung họ vẫn là những tính cách dễ dung hòa với thầy Park. Và những người này hầu như cũng không có nhiều tố chất thủ lĩnh như Văn Quyết. Với Trọng Hoàng thì tại đội tuyển Việt Nam cũng không có nhiều cầu thủ đàn em thân thiết thi đấu cùng câu lạc bộ với anh. Trong khi anh Đức cũng vậy, chỉ có Hùng Dũng là cùng đội với nhiều cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, nhưng anh cũng không phải là một người có cá tính quá mạnh mẽ và tố chất thủ lĩnh. Nhìn lại Văn Quyết, anh lại là một cầu thủ rất tốt, lại có cá tính và bản lĩnh của một người thủ lĩnh thật sự. Một tiếng nói của anh thôi có lẽ cũng sẽ khiến nhiều cầu thủ tuân theo. Bởi thế tại Hà Nội, anh luôn là đội trưởng mỗi khi có mặt trên sân. Quay lại với tính cách của thầy Park, ông thầy người Hàn Quốc có vẻ như, chúng tôi xin được nói là có vẻ như thôi, ông lại không muốn một nước có hai vua. Và trên đội tuyển thì tất cả mọi chỉ thị của ông đều sẽ là mệnh lệnh và bất cứ ai cũng phải nghe theo. Nếu như có một tính cách mạnh mẽ khác khó có thể dung hòa được thì nếu bạn là thầy Park, bạn sẽ làm gì? Ông Park lại là một người không thích mạo hiểm, đương nhiên ông sẽ chọn cái dễ nghĩ hơn cho mình. Và có thể đó cũng là lý do Văn Quyết không được gọi. Và theo quan điểm của chúng tôi, việc không gọi Văn Quyết sẽ giúp thầy Park sẽ dung hòa hơn giữa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội hơn. Nhớ lại kỳ Asian Cup 2019 khá thành công vừa qua, khi Việt Nam chúng ta chỉ dừng chân tại tứ kết với trận thua 0-1 trước Nhật Bản. Ở giải đấu đấy, cả một đội hình thi đấu rất gắn kết và rất thành công mà không có Văn Quyết. Khối Rubik của ông Park đã vận hành một cách trơn tru, rồi tới trận đấu vừa qua trên đất Thái Lan, không có Văn Quyết
thì chúng ta vẫn đá cho người Thái phải nhờ tới may mắn mới có thể cầm hòa trên sân nhà. Có lẽ tính ổn định của đội tuyển là điều thầy Park cần nhất. Vì vậy ông không muốn có thêm Văn Quyết. Bởi có thêm anh thì thầy Park có lẽ sẽ nghĩ rằng anh sẽ làm các cầu thủ Hà Nội hiện tại trên tuyển sẽ có những suy nghĩ khác đi. Và khi những cái đầu không nhìn chung một hướng thì thật khó biến đội tuyển Việt Nam thành sức mạnh như một khối thống nhất được. Và những cầu thủ cựu binh được triệu tập lần này có lẽ thầy Park chưa hiểu nhiều về cá tính của họ cũng như tính cách của họ. Và ông Park sẽ triệu tập. Điều tất lẽ gì ngầu là trong quá trình tập trung, cầu thủ nào vừa có phong độ, thái độ tập luyện tốt hay còn gọi là ngoan theo cách nghĩ của ông thì sẽ được giữ lại. Ai có cá tính mạnh mẽ, suy nghĩ khác thì có thể sẽ được trả về. Bản thân một vị tướng khi ra trận nếu trong tay có nhiều tinh binh nhưng vị tướng không thể điều khiển các tinh binh đó theo ý mình thì chắc chắn cũng sẽ khó mà giành được chiến thắng. Ngược lại, có thể các tinh binh dưới trướng chưa thật sự tốt thì người tướng có thể tuy rèn và chỉ dạy họ qua kinh nghiệm trận mạc. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là họ tuân thủ những ý đồ chiến thuật mà người tướng vạch ra. Chúng ta có thể thấy ở các câu lạc bộ lớn, khi người huấn luyện viên không vượt qua được cá tính mạnh mẽ của các cầu thủ ngôi sao, thì hầu như những ông ấy sẽ phải ra đi. Bóng đá thế giới cũng có rất nhiều cái gương rồi, những Ronaldo, Lampard, John Terry, toàn những cá tính mạnh mẽ đã đẩy ông thầy của mình ra rìa rất rất nhiều và rất nhiều. Và có thể dòng suy nghĩ của thầy Park cũng đang suy nghĩ những điều đó. Hơn ai hết, thầy Park có thể đã học được những bài học xương máu từ những đội bóng lớn. Và ông sẽ phải có một cách dụng binh khác. Chúng tôi xin nhắc lại là có thể. Bởi vì ý đồ không gọi Văn Quyết cũng có thể hoàn toàn thuần túy từ chuyên môn, không phù hợp với chiến thuật mà ông đưa ra. Vì vậy chúng ta đừng đặt ra câu hỏi tại sao Văn Quyết không được gọi nữa. Khi chúng ta tin tưởng vào thầy Park, bởi thầy Park đã mang đến khá nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam, thì lần này chúng ta nếu tin ông thì cũng phải tin vào quyết định của ông. Và mong rằng với quyết định của mình, ông sẽ giúp Việt Nam vượt qua Malaysia trong trận đấu sắp tới. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của kênh Xuân Bóng Đá. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.